Cristiano Ronaldo tỏ thái độ dè bỉu ra mặt khi bạn gái Georgina Rodriguez không biết rõ màu sắc yêu thích của anh. Ronaldo vừa lập kênh YouTube và cho đăng tải hàng loạt video về các chủ đề khác nhau. Một trong số đó là phần đối đáp với bạn gái Georgina. Trước câu hỏi màu sắc yêu thích của Ronaldo, người mẫu Georgina trả lời xanh lá hoặc đỏ. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo tiết lộ là màu trắng. Ngay sau khi bạn gái trả lời sai, Ronaldo tỏ thái độ dè bỉu khá hài hước. Anh còn làm Georgina bẽ mặt khi thốt lên: "Thật xấu hổ, cô gái này không hiểu tôi, người ngồi đây là ai vậy?" Động thái của Ronaldo lập tức gây sốt mạng xã hội. Nhiều người cho rằng màu trắng tượng trưng cho màu áo của Real Madrid. Đây cũng là đội bóng mà anh gặt hái nhiều thành công nhất sự nghiệp cầu thủ. Ngoài ra, cặp đôi này còn gây chú ý khi cùng đeo nhẫn cưới. Có thông tin cho rằng Ronaldo đã bí mật đính hôn với bạn gái. Tiền đạo MU được cho là sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha trở thành YouTube nhanh nhất lịch sử có được nút vàng chỉ mất 1 giờ 29 phút kể từ khi thành lập. Với đà tăng trưởng chóng mặt, khả năng Ronaldo sẽ còn thêm nhiều kỷ lục nữa trên nền tảng này. Ronaldo đã tổ chức đám cưới, hỏi chấm. Cristiano Ronaldo mới đây đã gọi Georgina Rodriguez là vợ trong màn giao lưu của cả hai trên kênh YouTube cá nhân. Tối 21 tháng 8, siêu sao người Bồ Đào Nha lập kênh YouTube và thu hút lượng lớn người theo dõi. Trong một đoạn băng đăng tải lên kênh, chân sút của Anlat dành phần lớn thời gian tương tác với bạn gái Georgina Rodriguez, trả lời những câu hỏi đố vui về sở thích và cuộc sống. Trong phần giao lưu, Ronaldo bất ngờ buột miệng gọi Georgina là vợ. Ngoài ra, cả hai cũng đeo nhẫn cưới. Đây không phải lần đầu công chúng đồn đoán Ronaldo và bạn gái bí mật kết hôn. Rodriguez là mối quan hệ nghiêm túc nhất của Ronaldo kể từ sau khi chuyện tình lâu năm với Irina Shayk khép lại.